Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của đồng hồ Tân Tân. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc đồng hồ mới nhất đến từ thương hiệu Bulova. Dòng sản phẩm là Bulova Maquina 2022. Và chiếc đồng hồ này vừa được hãng cho ra mắt vào đầu năm nay thôi. Do là bên mình là nhà phân phối chính thức của Bulova tại Việt Nam nên mới có thể order những sản phẩm như thế này về cho các bạn trải nghiệm và dùng thử. Thì chiếc đồng hồ này nó sẽ có hai phiên bản. Một là phiên bản màu đen kết hợp với dây cao su màu xanh, đồng thời là những cái nút bấm chronograph và kim cũng có điểm một số chi tiết màu xanh như thế này. Thứ hai là phiên bản đi kèm là dây cao su màu đen hoàn toàn, có điểm thêm một vài chi tiết màu xanh lá ở phần nút bấm và những cái kim chronograph ở bên trong. Và hai sản phẩm này có cùng mức giá là 12 triệu 500 ngàn đồng cho phiên bản chính hãng tại Việt Nam và được bảo hành quốc tế là 3 năm, cộng thêm với thời gian bảo hành bên mình 2 năm nữa là 5 năm bảo hành cả về bên trong máy và pin. Nên là các bạn có thể mua đồng hồ này và thay pin miễn phí trong vòng 5 năm. Rồi, quay trở lại với chiếc đồng hồ mà mình muốn review ngày hôm nay, mình sẽ chọn cái phiên bản mã số màu đen và đi kèm là dây cao su màu xanh như thế này vì nó nổi bật hơn. Và với mức giá 12 triệu 500 ngàn đồng thì chiếc đồng hồ này sẽ có điều gì đặc biệt thì các bạn hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay. Đầu tiên là về thương hiệu, Bulova có thể nói là một thương hiệu đồng hồ hàng đầu của Mỹ luôn. Thương hiệu này có hai dòng sản phẩm chính, một là dòng sản phẩm sử dụng bộ máy của Nhật như chiếc đồng hồ ngày hôm nay mình trên tay. Thứ hai là phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ, nó sẽ có được đảm bảo là chứng nhận Thụy Sĩ Whismay ở bên dưới góc 6 giờ luôn. Thì chiếc đồng hồ đó chỉ xuất hiện trên những bộ sưu tập đồng hồ đặc biệt của Bulova mà thôi. Do là Bulova đã được bán lại cho Citizen vào năm 2008 nên là đa số những chiếc đồng hồ của Bulova ngày nay đều được sử dụng bộ máy của Citizen, đó chính là bộ máy Miyota. Và tại sao mình nói đây là một con đồng hồ mà các bạn đáng để sở hữu? Thì Bulova là một thương hiệu sản xuất đồng hồ với cái truyền thống là độ hoàn thiện của nó sẽ giống như là những chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Thêm vào đó, thương hiệu này nó còn được trang bị những công nghệ, những kỹ thuật của người Nhật Bản nữa, nên nó có thể kết hợp giữa hai trường phái là Nhật Bản và Thụy Sĩ để giúp cho sản phẩm vừa có độ hoàn thiện cao vừa đạt được chất lượng tiêu chí của Nhật Bản, nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chiếc đồng hồ này. Và quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc đồng hồ này sẽ có đường kính vỏ là 46mm. Độ dày của chiếc đồng hồ này là 13.5mm. Cái phần lớp tu lớp này nó sẽ rơi vào khoảng là 52-53mm. Thì với kích thước và độ dày này, những bạn nào có cổ tay từ 17cm trở lên đeo sẽ hợp hơn. Ở đây cổ tay của mình là 16.5, nhưng mà mình thấy là đeo không vừa với chiếc đồng hồ này, nên là những bạn nào có cổ tay hơi tròn một xíu thì đeo phiên bản đồng hồ này sẽ hợp hơn. Do là cái phần càng này nó cũng khá là dài, hơn nữa cái phần càng này nó được làm bo cong xuống giúp cái ôm form đối với những mà bạn có cổ tay bự hơn một xíu. Mình nghĩ là đeo sẽ rất là nam tính và mạnh mẽ. Bởi vì các bạn có thể thấy là về thiết kế bên ngoài của con đồng hồ này, một kiểu thiết kế rất là thể thao. Một con đồng hồ với cái thiết kế góc cạnh và nam tính như thế này, thì mình nghĩ những bạn nào mà trẻ tuổi một xíu thì đeo những chiếc đồng hồ này nó sẽ thể hiện lên cái cá tính của mình liền. Phiên bản đồng hồ này sẽ có cái phần vỏ được làm bằng phương pháp mạ ion đen. Đây là phương pháp mạ thẩm thấu giúp cho phần thép này nó có cái màu sắc rất là tuyệt vời luôn. Cái màu đen này nó sẽ được làm với cái lớp sơn nhám nha. Ở đây cái lớp sơn nhám nó sẽ có cái màu đen từ ở bên ngoài vỏ cho tới phần ở bên trong luôn. Lớp sơn này nó sẽ giúp cho đồng hồ hạn chế những vết xước dăm rất là tốt, đồng thời nó cũng không để lại dấu vân tay nhiều khi mà chúng ta chạm vào cái đồng hồ. Một kiểu thiết kế mình thấy rất là thích đối với cái phần hoàn thiện này. Và đi kèm trên con đồng hồ này chỉ có phiên bản dây cao su thôi, nên là kiểu thiết kế rất là tiện lợi. Dây cao su thì rất là dễ đeo và dễ sử dụng, và quan trọng là độ bền của dây cao su cũng rất là cao. Và phiên bản này là phiên bản dây cao su màu xanh. Nếu các bạn không thích phiên bản dây cao su màu xanh, các bạn có thể chọn phiên bản dây cao su màu đen để nó sụt tông với cái phần vỏ này luôn. Nhưng mà mình thấy dây cao su màu xanh này nó cũng rất là đẹp và thể thao. Nó không phải là cái màu gì quá nổi bật, cũng là một cái kiểu màu trầm tính một xíu, nhưng mà nó mang lại cảm giác đeo lạ hơn và dễ dàng thu hút hơn so với phiên bản màu đen. Và quay trở lại với con đồng hồ của mình, chúng ta sẽ có một con đồng hồ với phần thiết kế bên ngoài rất là cứng cáp nè, mạnh mẽ. Và hơn nữa, một điểm cộng ở mẫu đồng hồ này đó chính là nó sẽ được trang bị tấm kính sapphire. Đây chỉ là một tấm kính sapphire phẳng thôi, không được làm cong. Nhưng mà với một con đồng hồ thể thao như thế này thì được trang bị kính sapphire mình thấy
Đây là một cái nâng cấp cải tiến rất là cao từ Bulova. Thông thường thì những sản phẩm thể thao của Bulova chỉ được trang bị kính khoáng thôi, nhưng mà với dòng sản phẩm lần này nó được trang bị kính sapphire thì mình thấy đây là một cái điểm cộng rất là lớn về chiếc đồng hồ lần ngày hôm nay. Tiếp theo là về thiết kế mã số trên con đồng hồ này. Ở đây mình sẽ có một con đồng hồ với thiết kế tổng cộng là 5 kim, với 2 kim được làm màu sơn màu xanh để phân biệt là kim chronograph, 3 kim còn lại là kim giờ chính của đồng hồ này. Và ở trên góc 12 giờ là một số dial để đếm phút cho kim chronograph, dưới góc 6 giờ là số dial cho kim dây chính của đồng hồ. Ở đây các bạn sẽ thấy là những chi tiết trên con đồng hồ này được làm theo kiểu rất là cơ khí, máy móc. Bởi vì cái tên Maquina trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là máy móc, nên là những chi tiết thiết kế trên con đồng hồ này các bạn thấy là nó sẽ làm nổi khối lên, nổi bật lên hẳn. Và mình sẽ bấm cái kim chronograph này hoạt động cho các bạn xem. Cái kiểu thiết kế nút bấm này mình thấy rất là tiện lợi, bởi vì cái nút bấm nằm ngang nhưng mà nó cũng được làm lớp sơn nhám luôn, mình bấm vào rất là dễ dàng. Ở đây bấm nghe cảm giác rất là đã tai. Và mình bấm mình reset lại nè. Đó, các bạn thấy là kim chronograph trôi rất là mượt. Nhưng mà nó sẽ không mượt bằng đối với những chiếc đồng hồ cơ, nó chỉ mượt ở một cái trường hợp nhất định thôi. Nó cũng gọi là kim trôi. Ngoài ra trên cái phần mã số này chúng ta còn có thêm là ô hiển thị lịch ngày bên góc 3 giờ nữa nha các bạn. Đây, ô hiển thị lịch ngày được làm vừa phải thôi, nhưng mà nó được làm ẩn xuống. Ở bên ngoài của đồng hồ chúng ta sẽ có những cái vạch chia phút rất là nhỏ, những cái vạch chia rất là đều. Những cái vị trí cột giờ sẽ được làm bằng thép và có hiển thị giao quang vạch ở bên trong. Và tất cả các vị trí cột giờ này đều có hiển thị giao quang, kể cả là hai kim giờ chính của đồng hồ luôn. Thì bộ kim trên con đồng hồ này vẫn là một bộ kim quen thuộc ở dòng Maquina. Chúng ta sẽ có một bộ kim kiểu keratin nhỏ ở phần giữa, và ở phần đầu nó sẽ là hai cái phần kim to bản. Hai phần kim này sẽ được làm với cái độ hoàn thiện rất là cao, màu sáng bóng nổi bật lên trên cái mặt số màu đen như thế này. Và mình sẽ sơ qua về cái tổng thể chiếc đồng hồ này cho các bạn xem. Ở bên phải của đồng hồ chúng ta còn có thêm một núm chỉnh giờ được sơn màu đen, nhưng mà núm chỉnh giờ này sẽ được làm bóng chứ không phải là màu đen mờ tẹp với cái phần vỏ này. Ở trên núm vặn cũng có logo của thương hiệu Bulova với cái hình viên thạch anh hai cạnh như thế này, một logo rất là quen thuộc của Bulova. Và tiếp theo là về mặt đáy trên con đồng hồ này. Ở đây trên mặt đáy sẽ có đầy đủ các thông tin sản phẩm luôn, như là độ chiều nước là 100m nè, rồi kính sapphire, tên thương hiệu, mã sản phẩm. Rồi đây toàn bộ là những thông tin cơ bản về chiếc đồng hồ này, và mình trên tay để cho các bạn xem về cái vẻ đẹp của nó. Nếu như mà các bạn thấy chiếc đồng hồ này như thế nào thì hãy để lại comment bên dưới. Và đừng quên like và subscribe cho kênh Đồng Hồ Tân Tân để không bỏ lỡ những video review mới nhất về đồng hồ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.